4 dấu hiệu xuất hiện cùng nốt ruồi lạ là báo động ung thư thức giấc và đang di căn. Sát thủ đang đến rất gần, chớ bỏ qua, kẻo hối hận cũng không kịp. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, cơ thể của chúng ta được cấu tạo từ rất nhiều tế bào và chỉ khi các tế bào này được duy trì sự tái tạo và sửa chữa bình thường thì các hoạt động sinh lý của cơ thể mới có thể hoàn thành. Nếu như số lượng tế bào bình thường quá ít thì có thể sẽ tạo cơ hội cho các tế bào ung thư phát triển của bạn nhé. Thế nhưng điều nguy hiểm nằm ở chỗ, khi xuất hiện ung thư, trong cơ thể của chúng ta sẽ xảy ra một số bất thường nhưng cô bác lại thường không để ý. Và kết quả là vô tình bỏ qua thời điểm vàng để chữa trị. Cho đến lúc cơ thể dần dần kiệt quệ, sức khỏe giảm sút rõ rệt, thì lúc này cô bác mới nhận ra đã quá muộn rồi. Ung thư sẽ nhanh chóng hình thành qua giai đoạn mới. Vậy nên trong video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày xin được chia sẻ đến quý cô bác 4 dấu hiệu xuất hiện cảnh báo ung thư thức giấc và đang di căn. Xin mời cô bác hãy cùng tôi theo dõi ngay sau đây để nhận biết sát thủ đang đến rất gần. Chớ bỏ qua, kẻo hối hận cũng không kịp, cô bác nhé. Biểu hiện đầu tiên mà cô bác cần phải chú ý đó chính là sốt không rõ nguyên nhân. Chúng ta đều biết rằng sốt là một triệu chứng của bệnh cảm lạnh hoặc là cảm cúm thông thường. Thế nên mỗi khi bị sốt, cô bác thường uống vào vài viên hạ sốt để giải quyết ngay tình trạng này, có đúng không nào? Tuy nhiên, nó cũng có thể là dấu hiệu ung thư sớm nếu như có các tính chất sau. Cơn sốt chủ yếu xảy ra vào ban đêm, sốt nhưng mà cơ thể chúng ta không có dấu hiệu nhiễm trùng nào khác và cuối cùng là bị đổ mồ hôi vào ban đêm, cô bác nhé. Nói cụ thể hơn để cô bác có thể hiểu rõ, đó là tế bào ung thư có sức đề kháng với cơ thể cao hơn nhiều so với các tế bào bình thường. Nhiều chất dinh dưỡng trong cơ thể của bác sẽ bị tế bào ung thư lấy đi, trong khi tế bào bình thường vì thiếu chất dinh dưỡng sẽ có khả năng mất dần hoạt động dẫn đến hoại tử. Thành ra, một số trường hợp sau khi tế bào bị hoại tử, cơ thể của bác sẽ bị sốt nhẹ. Đồng thời, tế bào ung thư cũng sẽ tiết ra một số chất trung gian gây viêm nhiễm và khiến cho cơ thể chúng ta nóng lên. Do vậy, nếu gặp phải hiện tượng này khá thường xuyên thì cô bác nên nhanh chóng đi thăm khám để phát hiện bệnh tật kịp thời của bác nhé. Tiếp theo, nốt ruồi có sắc tố bất thường và các hạch có kích thước không đồng đều. Hầu như cô bác nào ở đây cũng đều có những nốt ruồi lớn nhỏ khác nhau. Một số nốt ruồi sẽ không thay đổi gì cả. Những nốt ruồi như vậy là lành tính của bác nhé. Thế nhưng có một số nốt ruồi đột nhiên lớn dần lên, thậm chí là có thể sưng mủ, chảy máu, thì đó là biểu hiện của u ác tính. Khối u ác tính có thể di căn trong thời gian rất ngắn và tác hại đối với cơ thể của chúng ta là không thể nào tưởng tượng được. Nếu cô bác nhận thấy những nốt ruồi có màu sắc khác lạ, đậm nhạt không đều và các góc cạnh của các nốt ruồi trên cơ thể chúng ta có biểu hiện bất thường, dễ dàng nhận biết nhất đó là bề mặt da sần sùi và kèm theo các mức độ đau rát khác nhau, thì khi đó chúng ta nên đến bệnh viện để bác sĩ chuyên khoa da liễu khám chuyên sâu, kịp thời điều trị theo từng nguyên nhân. Bên cạnh đó, ở trạng thái bình thường, nếu cô bác để ý thì cơ thể của chúng ta sẽ có hạch với kích thước khoảng vài mm, mềm và khó sờ thấy. Thế nhưng khi bị viêm nhiễm, ung thư thì hạch sẽ lớn và có thể đau, dính, cứng. Theo ghi nhận của các bác sĩ, hầu hết bệnh nhân ung thư tuyến giáp hạch sẽ tăng kích thước theo thời gian. Trong giai đoạn đầu, hạch có thể di động, thế nhưng càng về sau thì lại càng bám chặt ở tai của chúng ta. Theo các bác sĩ chuyên khoa, có thể dựa trên một số đặc tính sau đây để phân biệt hạch lành tính và ác tính. Hạch lành tính thì có kích thước chỉ khoảng vài mm đến dưới 1 cm và ít có xu hướng to lên theo thời gian. Còn đối với hạch ác tính, kích thước của hạch lớn tăng nhanh dần theo thời gian, hạch xuất hiện tại nhiều vị trí của bác nhé. Bên cạnh đó thì hạch lành tính có thể di động tốt, không dính vào các tổ chức xung quanh, còn hạch ác tính thì kém di động hơn. Hơn nữa, hạch lành tính thường biến mất sau vài ngày, nhiều nhất là từ khoảng 3 đến 4 tuần. Tuy nhiên, cô bác cần lưu ý nếu tình trạng hạch nổi kéo dài trên 1 tháng thì rất có thể đây là một dấu hiệu cảnh báo bệnh lý mãn tính hay là tiền ung thư. Và cuối cùng, hạch lành tính xuất hiện khi có viêm nhiễm vùng lân cận, hạch nhỏ và lặn khi mà tình trạng viêm nhiễm kết thúc. Việc phân biệt hạch lành tính và hạch ác tính không phải là cô bác nào ở đây cũng nắm rõ, bởi vì thực tế, tính chất của hạch có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp bệnh. Do vậy, cô bác nên đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán,
nếu có các triệu chứng nổi hạch bất thường không rõ nguyên nhân của bạn nhé. Chú ý tiếp theo là cơ thể gầy bất thường không rõ lý do. Tôi tin chắc chắn rằng cô bác nào ở đây cũng đều biết béo phì rất có hại cho sức khỏe. Thành ra có một số người luôn luôn có ý thức kiểm soát khẩu phần ăn và thường xuyên tập thể dục để có thể giảm cân. Bên cạnh đó thì trong một vài trường hợp khi mà cô bác căng thẳng trong cuộc sống như thất nghiệp, ly hôn hoặc người thân qua đời thì có thể giảm cân rất nhanh. Tuy nhiên, nếu đang không áp dụng một chế độ giảm cân nào và chúng ta cũng không bị áp lực trong cuộc sống mà cơ thể vẫn bị sụt cân một cách đột ngột thì cô bác cần phải hết sức cảnh giác, bởi vì rất có thể đó là sự phát triển của căn bệnh ung thư. Các triệu chứng ban đầu của bệnh ung thư thường không rõ ràng. Nếu có tế bào ung thư trong cơ thể của bác thì sẽ xuất hiện các triệu chứng sụt cân bất thường không rõ nguyên nhân. Bởi lẽ, các tế bào ung thư có thể sử dụng nhiều năng lượng hơn so với tế bào lành. Chúng cũng có thể tạo ra các loại hóa chất làm thay đổi chức năng của hệ tiêu hóa, khiến cho hệ miễn dịch của cô bác phải làm việc nhiều hơn. Điều này khiến cho cơ thể chúng ta đốt cháy nhiều calo hơn và dẫn đến giảm cân. Và cuối cùng, đó chính là chảy máu không rõ nguyên nhân. Cô bác có thể là chưa biết, tùy vào cơ quan bị ung thư mà chúng ta có thể bị chảy máu bất thường ở nhiều vị trí khác nhau. Triệu chứng chảy máu có thể biểu hiện ở nhiều dạng khác nhau như là nôn ra máu, ho ra máu, đi tiểu ra máu hoặc là đi tiêu ra máu. Đặc biệt, ung thư âm đạo, ung thư cổ tử cung có thể gây ra tình trạng chảy máu âm đạo bất thường giữa các kỳ kinh sau khi quan hệ tình dục hoặc là sau khi mãn kinh của bác nhé. Ngoài ra, tình trạng xuất huyết dưới da, bầm tím kéo dài mà cô bác có thể mắc phải cũng có thể là biểu hiện của ung thư do rối loạn chức năng đông máu, cầm máu của cô bác. Cô bác thân mến, để phòng ngừa ung thư một cách hiệu quả thì ngoài việc cần điều chỉnh lối sống, chế độ dinh dưỡng, vận động lành mạnh thì quan trọng hơn, cô bác cũng cần phải chủ động khám tầm soát, phát hiện sớm các bệnh lý ung thư. Hơn hết, cô bác đừng quên lắng nghe những thay đổi trong cơ thể của mình để phát hiện ra những triệu chứng bất thường sớm nhất có thể của bác nhé. Bên cạnh đó, trong các bữa ăn, chúng ta cũng nên bổ sung nhiều thực phẩm có thể phòng ngừa căn bệnh này một cách hiệu quả. Và trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày xin mách nhỏ cho cô bác hai thực phẩm là khắc tinh của bệnh ung thư mà cô bác nhất định không nên bỏ qua. Thực phẩm đầu tiên được điểm tên trong danh sách này đó chính là cà chua. Chắc hẳn là mỗi chúng ta đều đã không còn xa lạ gì với loại quả này nữa rồi, có đúng không nào cô bác? Nhắc đến cà chua thì chúng ta sẽ biết rằng đây là một thực phẩm rất giàu vitamin và khoáng chất. Thế nhưng cà chua có giá trị dinh dưỡng cao và có tác dụng chữa bệnh là điều mà ít cô bác nào để ý tới. Nói cụ thể hơn để cô bác hiểu rõ thì trong quả cà chua khi chín có màu đỏ tươi, có chứa rất nhiều vitamin A. Trong 100g cà chua chín tươi, tức là khoảng 2 quả cà chua, sẽ đáp ứng được 13% nhu cầu hàng ngày về vitamin A, 8% nhu cầu về vitamin B6, 33-50% nhu cầu về vitamin C của cơ thể của bác. Bên cạnh đó, thì các chất bổ dưỡng như là đạm, đường, chất béo và khoáng chất vi lượng như là canxi, sắt, kali, phốt pho cũng đều có mặt trong quả cà chua. Tuy nhiên, điều đáng nhắc tới đó là cà chua là một trong số ít các loại rau rất giàu carotenoid gọi là lycopene, một chất có đặc tính ngăn chặn ung thư. Đặc biệt là các loại vitamin B, vitamin C và beta-carotene giúp cho cơ thể của chúng ta chống lại quá trình oxy hóa của cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể của cô bác, từ đó giảm thiểu nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và ung thư mà cô bác dễ mắc phải. Theo các chuyên gia về sức khỏe cho biết, trong quả cà chua có chứa choline, kali, chất xơ và vitamin C giúp cải thiện chức năng của tim mạch. Hơn nữa, thực phẩm giàu kali như cà chua sẽ có hiệu quả trong việc làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch của bác nhé. Đây có thể xem là một trong những lợi ích hàng đầu của cà chua đối với sức khỏe của chúng ta. Vậy nên, cô bác đừng ngần ngại ăn từ 1 đến 2 quả cà chua mỗi ngày để thu về những lợi ích này của bác nhé. Thứ hai, tỏi là gia vị không thể thiếu trong gian bếp của cô bác để phòng chống ung thư. Tỏi là một loại gia vị quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình. Loại gia vị này không chỉ giúp cho những món ăn của chúng ta trở nên thơm ngon, hấp dẫn hơn mà còn có tác dụng trong việc phòng và điều trị một số căn bệnh. Thế nhưng nhiều cô bác ở đây vì sợ hôi miệng thế nên rất ít khi nào ăn tỏi. Tuy nhiên, cô bác có biết không,
tỏi được xem là thần dược, giúp cho cô bác phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư rất hiệu quả. Theo nhiều nghiên cứu, thì tỏi có công dụng đáng kể trong việc giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư, nhất là ung thư đường ruột của bác nhé. Cụ thể, thì tỏi ức chế quá trình nitrat biến thành nitrit có trong dịch vị, ngăn cản sự hình thành nitrosamine, giúp cho cô bác phòng ngừa ung thư dạ dày. Bên cạnh đó, thì tỏi còn có thể ngăn cản sự xâm hại của độc tố, kim loại nặng, chất gây ung thư đối với cơ thể của chúng ta. Đồng thời, thành phần germanium và xylene có trong tỏi sẽ giúp cho cơ thể của bác chống đột biến tế bào, ngăn ngừa sự hình thành của các gốc tự do và hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả. Chưa kể, về khả năng hỗ trợ điều trị ung thư, thì các hoạt chất có trong tỏi như dialin, sidofit, S-alistin và azoni có thể làm chậm tốc độ tăng trưởng của khối u, giảm kích thước của khối u tới 50% đấy của bác. Do vậy, tỏi có công dụng ngăn ngừa, hỗ trợ kiểm soát sự phát triển của các loại ung thư như là ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư vòm họng, ung thư đại tràng, ung thư thực quản, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư gan, ung thư bàng quang của bác nhé. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là tất cả những gì mà loại củ gia vị này có thể mang lại, bởi vì tỏi còn có thêm tác dụng đó là hạ mức cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể, giúp loại bỏ các mảng xơ vữa bám trên thành mạch máu của cô bác. Ăn tỏi thường xuyên cũng giúp cho cô bác làm chậm tiến trình lão hóa của động mạch chủ. Ngoài tác dụng giảm mỡ máu ra, thì tỏi còn ức chế tích tụ tiểu cầu, phòng ngừa hình thành huyết khối. Vì vậy mà tỏi có tác dụng phòng ngừa bệnh tim mạch cho cô bác. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân ung thư, trong các giai đoạn điều trị bệnh có thể gặp phải một số tác dụng phụ như là nôn, buồn nôn, rối loạn vị giác. Tỏi thường gây ra một số cảm giác khó chịu do mùi quá mạnh. Bởi vậy mà cô bác cần phải lưu ý khi chế biến đồ ăn cho đối tượng này. Ngoài ra thì cô bác cũng nên ăn tỏi ở dạng tươi. Và khi chế biến tỏi thì cô bác nên đập dập, cắt nhỏ và để ngoài không khí trong khoảng từ 10 cho đến 15 phút trước khi sử dụng. Lúc này thì enzyme trong không khí sẽ có thể tăng cường các khoáng chất có ích trong tỏi. Sử dụng tỏi già ngâm giấm cũng mang lại nhiều lợi ích cho hệ thống tim mạch của cô bác. Cô bác thân mến, lắng nghe cơ thể mình là một việc làm vô cùng quan trọng để giúp cho chúng ta có thể phòng ngừa và phát hiện ra các căn bệnh. Cụ thể, với 4 dấu hiệu sau đây, khi gặp phải, cô bác cần phải đến ngay cơ sở y tế để chẩn đoán ung thư của bác nhé. Biểu hiện đầu tiên mà cô bác cần phải chú ý đó chính là sốt không rõ nguyên nhân. Thứ hai, nốt ruồi có sắc tố bất thường và các hạch có kích thước không đồng đều. Chú ý tiếp theo đó là cơ thể gây bất thường không rõ lý do. Và cuối cùng đó là chảy máu không rõ nguyên nhân. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng với cô bác đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tinh thần vui vẻ, lạc quan và tránh những lo lắng, suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe, tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống điều độ đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.